Xin chào, mình tên là Kiều Thiên, hiện tại mình là Junior Artist. Mình biết tới Forbes Academy thông qua người bạn. Thì trước đây bạn mình cũng học ở đây rồi, thì giới thiệu cho mình là nên vô đây học, về kiến thức giảng dạy rất là ok. Cho nên là mình quyết định chọn Forbes Academy để học tiếp. Để mà thực hiện công việc này thì bạn cần có nhiều kỹ năng như là tinh thần làm việc nhóm, rồi nắm bắt được tâm lý của khách hàng, và kỹ năng về sáng tạo như về tư duy mọi thứ. Trước khi mình tham gia khóa đào tạo này thì về kỹ năng của mình ở mức trung bình, nhưng mà tham gia khóa này thì mình thấy kỹ năng của mình về thẩm mỹ, về sáng tạo, về mọi thứ nó đều được phát triển rõ rệt và mình thấy hài lòng vì điều đó. Thì trong quá trình làm việc thì sẽ có những cái bài tập mà làm việc nhóm, thì mỗi người trong nhóm thì sẽ mỗi người sẽ đảm nhiệm một cái phần công việc khác nhau. Cái điều mình nghĩ quan trọng nhất đó là sự thấu hiểu của các thành viên trong nhóm, nắm bắt thông tin rõ ràng, mình không bị mất thông tin. Thì nếu mà tinh thần làm việc nhóm mà hiệu quả như vậy thì cái công việc của mình sẽ mau chóng hoàn thành và mang lại kết quả cao. Khi tham gia khóa học này thì các bạn sẽ cảm nhận được bản thân của mình thay đổi rất là nhiều, tiến bộ về kỹ năng, tư duy và thẩm mỹ.